Xin chào tất cả mọi người, xin giới thiệu mình là Đại. Hiện tại mình đang hỗ trợ vận hành hệ thống Box Phone Farm. Quá trình làm việc thì mình thấy một số anh chị dù đã mua phần mềm rồi nhưng mà chưa có phân biệt được cái hệ thống Box Phone Farm sẽ gồm những cái phần mềm nào và chức năng sẽ là như thế nào. Nên là mình làm cái video này để giới thiệu lại với anh chị những cái thành phần trong hệ thống Box Phone Farm và chức năng của một phần mềm có đóng vai trò như thế nào. Thì mọi người cùng xem video để có thể hình dung rõ hơn về cái công việc của mình sẽ làm sắp tới. Hệ thống Box Phone Farm sẽ gồm 5 phần mềm chính. Đó là Base Phone, Monkey, Best Mail, Lassie và Apple. Đầu tiên là Best Phone. Thì Best Phone sẽ có trách nhiệm là sẽ tạo ra tất cả những kịch bản tương tác dành cho tất cả những cái via, những cái nick Facebook ở trong hệ thống. Thì ở đây mình sẽ tạo được tất cả những cái hành động như một người dùng bình thường để những cái nick Facebook của mình có thể là xem story, xem what và đi kết bạn, tham gia hội nhóm và đăng bài lên tường, spam bài lên các hội nhóm để nhằm mục đích bán hàng. Thì với phần mềm Best Phone Farm này thì mình có thể quản lý và tạo ra những cái kịch bản, những hành động để cho những cái nick Facebook, những cái nick Facebook này của mình có thể đi tương tác và đi tham gia theo cái mục đích của mình mong muốn. Phần mềm thứ hai đó là phần mềm Monkey. Phần mềm Monkey thì có tác dụng sẽ log in tất cả những cái nick Facebook vào ở phần mềm Monkey. Và nhiệm vụ thứ hai của phần mềm Monkey đó là đi giải tất cả những cái checkpoint, những cái vấn đề của nick Facebook trong quá trình mà vận hành thì nick Facebook gặp phải. Thì ở Monkey này sẽ giúp giải quyết được tất cả những vấn đề liên quan đến cái việc xử lý trong quá trình vận hành. Phần mềm thứ ba là phần mềm Best Hotmail. Phần mềm Best Phone Hotmail thì nó có tác dụng đó là nó có thể giúp giúp mình có thể tạo được những cái email Hotmail mới, xác minh những Hotmail và tạo ra được là email khôi phục và chạy tương tác để nuôi những Hotmail đó ở trạng thái là sống. Phần mềm thứ tư là phần mềm Lassie. Đây là một phần mềm view phone của Trung Quốc. Thì phần mềm này sẽ giúp chúng ta có thể quản lý được tất cả những màn hình điện thoại của hệ thống. Bằng phần mềm Lassie thì mình có thể kiểm soát được thao tác đồng bộ của tất cả các cái phone. Ví dụ như đây mình sẽ vào một phone thì tất cả những cái phone còn lại nó sẽ hoạt động theo cái phone của mình mà đang điều khiển, hoặc là mình có thể lựa chọn là một nhóm cả cái điện thoại, hoặc là lựa chọn chỉ có một điện thoại để mình có thể thao tác được. Mình có thể tùy biến ở đây để có thể lựa chọn một hoặc nhiều điện thoại để mình có thể là sửa chữa hoặc cài đặt, hoặc là có những cái thao tác ở trên phone thì mình có thể sử dụng phần mềm Lassie này để hoạt động. Phần mềm thứ năm là phần mềm Applet. Phần mềm Applet trong hệ thống dùng chủ yếu để đi quét những UID của các cái hội nhóm. Ví dụ ở đây mình sẽ vào các cái hội nhóm và mình sẽ quét được những cái UID ở đây. Ví dụ như mình đang bán Box Phone Farm thì mình sẽ nhập là Box Phone. Thì phần mềm sẽ quét được tất cả các cái hội nhóm và mình sẽ sử dụng cái UID này để cho cả cái nick Facebook của mình tham gia vào hội nhóm. Thì như vậy mọi người qua video này mọi người có thể hình dung được là hệ thống Box Phone Farm sẽ gồm những cái thành phần nào và chức năng nhiệm vụ của mỗi phần mềm ở trong hệ thống sẽ đảm nhiệm những cái vai trò như thế nào để mọi người có thể hình dung và sử dụng đúng cái mục đích sử dụng, theo cái mục đích sử dụng của hệ thống để đảm bảo có được một cái hiệu quả tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã xem video.